Tiến xin kính chào toàn thể quý khách mà hàng thân mến. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2023 thì em Hồng lại đang có mặt tại cơ sở 2 là đường tránh thành phố cầu Sông Tào, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa các bác ạ. Thì trong cái ngày 25 tháng 3 của ngày hôm nay, Hoàng Anh Tiến đang cập bến một em siêu khủng long các bác ạ. Một em hương này có chiều dài là 10m60, đường kính là 2m6, rất là khủng long, vừa dài lại vừa to các bác ạ. Cây này thì rất là đẳng cấp luôn. Và bên em đang để ở trước cửa cơ sở 2 để trưng bày, nên là sắp đến mùa du lịch rồi. Các bác nào có đi du lịch ghé qua Thanh Hóa như du lịch Sầm Sơn, có thể là ghé qua đường tránh thành phố cầu Sông Tào để ghé tham quan Hoàng Anh Tiến các bác nhá. Một cây hương rất là đẳng cấp. Cây hương rất là dài, dài lên tới 10m60, đường kính là 2m6 thì rất là khủng luôn rồi. Cây này thì rất là đặc biệt các bác ạ. Trọng tải của em này thì nó rất là nặng, nên là bên em đang điều hành tới hai con cẩu để nâng hạ em ấy xuống. Và đây là có một con cẩu dự phòng các bác này. Đấy, đây là con cẩu dự phòng các bác nhá. Và hai bên hai con cẩu. Phải nói là cây này thì trọng tấn của nó rất là nặng. Đấy, nó rất là nặng, nên là phải hỗ trợ đôi ba phía cơ các bác ạ. Cây hương rất là khủng long trong cái thời điểm khó khăn và trong cái thời điểm mà gỗ thị trường đang rất là ít hàng khủng, thì Hoàng Anh Tiến luôn luôn cập bến những cái em khủng long bạo chúa các bác ạ. Và ngày hôm nay lại cập bến một em hương rất là dài. Và hàng xẻ và dựng phơi bên công ty thì cũng có rất là nhiều các bác nhá. Đây là khu vực phía trước này, hàng bên em đang được dựng phơi rất là nhiều, những cái tấm chiếu hương dài lên tới 9m10 đang được dựng rất là nhiều các cái sản phẩm. Và ngày hôm nay lại cập bến tiếp theo. Bác nào quan tâm đến đồ gỗ nguyên khối, hàng khủng, hàng VIP tại Hoàng Anh Tiến thì nhanh tay liên hệ đến các số hotline 0977999000 hoặc 0931392777. Phần ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.